Chào anh em, tôi là Tài, kỹ thuật viên của Unitec. Thì nhân một cái buổi chiều rảnh rỗi, tôi muốn làm một cái video chia sẻ đến các anh em cái dòng sản phẩm American mới của anh Fluke. Đó là Fluke 378C. Cái video này là một cái video tập hợp ha, để xem thử cái American dòng mới này nè, nó có gì hay và nó có gì khác so với cái dòng American mà anh em mình hay sử dụng. Thì đi kèm với cái thiết bị á là một cái cây đựng, nhìn nó bền ha, chắc chuẩn Fluke luôn đó. Đây, trong đây là có AP kèm này, có những cái rock đo đi theo nè. Thì khui ra cái AP kèm ra để cho các anh em thấy ha. Đây, anh mới kèm đây. Anh mới kèm thì không còn xa lạ gì với mấy anh em trong Solar này nữa. Thì cấu tạo của anh mới kèm các anh em cũng biết rồi. Má kèm, núm xoay để chỉnh đến các chức năng đo mà anh em mình muốn đo ha. Màn hình để hiển thị cái kết quả đo. Những cái nút nhấn để xem những cái chức năng phụ ha. Và chỗ để cắm cái rắp đo, và cuối cùng là cái nơi để anh em để gỡ hoặc là thay thế pin ha. Thì cái dòng này ngoài những chức năng đo cơ bản mà anh em mình hay sử dụng như là đo điện áp AC nè, đo điện áp DC nè, đo điện trở nè, thông mạch nè, đo dòng điện nè, còn này là đo cũng là dòng điện luôn nhưng mà dùng điện AC, và dùng với cái kìm đo phụ ha, kìm đo iFlex, thì nó thích hợp để các anh em những cái nơi á mà các anh em không thể đo bằng cái má kèm của thiết bị được. Ví dụ như là những cái nơi mà nó có những cái bó dây nó to, hoặc là những thanh bích ba, hoặc là những cái vị trí đo mà nó hẹp, anh em còn thể thao tác mà kẹp được, thì các anh em sẽ dùng với cái kèm iFlex. Thì tí hồi tôi sẽ nói về cái kèm iFlex ha. Rồi, thì đó là những chức năng đo cơ bản mà anh em mình thường đo. Thì cái dòng Fluke 378FC nó còn tích hợp thêm cái chức năng mới, nó gọi là cái chức năng là FuelSense. Thì FuelSense nó nghĩa là gì? Anh em có thể dùng cái chức năng này để các anh em đo mà không cần tiếp xúc, tức là anh em có thể đo vừa đo được cả dòng, anh em có thể đo được cả app mà không cần phải tiếp xúc ha. Anh em chỉ cần kẹp vào là có thể biết được cái giá trị dòng điện và điện áp luôn ha. Thì đó là cái đặc điểm mới của cái dòng Fluke 378FC ha. Rồi, cái nữa là chức năng đo. Rồi, tiếp theo là cái phụ kiện ha. Tiếp theo nó là cái hai cái rắp đo này, âm dương đi kèm. Và cái thằng kẹp cá sấu. Thằng này là để mình dùng cái chức năng FuelSense nè. Đó. Và cuối nữa là cái kèm iFlex. Thì như tôi đã nói lúc hồi nãy đó, kèm này sẽ để cho các anh em mà kẹp vào những cái vị trí nó khó thao tác bằng cái mỏ kìm này. Đó. Các anh em nhìn cái này nó rất là linh hoạt ha. Thì mình có thể kẹp vào những cái bó dây to, cái bus bar ha, và những vị nó hẹp. Đây. Đó. Thì đó là những cái phụ kiện và cũng như là cái máy của Fluke 378FC. Cảm ơn anh em đã theo dõi cái video. Thì các anh em nhớ nhấn like và subscribe để nhận cái thông báo cho những video sắp tới nha.